Ok, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm clip về tướng Ryuma theo yêu cầu của anh em nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ quyết định cầm tướng Ryuma đi rừng đấy, để cho gọi là múa chọc cho anh em xem nha. Con này thì mình chơi khá là gà các bạn ạ. Bởi vậy đâm ra thì mình có đọc cái bình luận về vị tướng Ryuma này quẩy lắm rồi, nhưng mà đánh gà quá các bạn, đâu dám chơi đâu. Hôm nay thì mình lấy hết sức gọi là mặn của mình để mình chuyển hóa vào cái con tướng này chiến đấu luôn nha các bạn. Rồi xong, arum lắm gì đây, cướp bùa hạn trai, cái đầu săn ăn luôn á, chém nè, ai ơi hỏi tốc biến à, đường về nó xa lắm anh ơi, lỡ qua đến đây rồi thì chết luôn đi chứ, tốc biến làm cái gì, phi công ra các bạn nhỉ. Trời ơi, arum mà sợ các bạn ạ, nó sợ mình ý, nó cùng nó chạy chứ, nó mà cứ đứng lại nó cù cưa với mình ý, thì nó chết nhanh hơn, nó chạy như vậy, anh ở đâu mà đây chạy nhưng mà vẫn chết, cái tội, không chịu làm, mà đòi ăn. Sao quái ở đường giữa không ra mà ăn đi, cứ đòi vào cái ép bùa của mình cơ, đều thế cái chứ lị. Tớ mà không đánh như cậu mà biết thế nào là lễ hội thì người ta coi tớ là cái gì nữa. Mình chơi con này gà lắm nha, nếu mà mình có mà phế tí á thì mong các bạn thông cảm nha. Nói trước rồi đó, không tí nữa là nhiều bạn này bảo trời ơi, đánh như cái quần què luôn. Thật sự với các bạn á, nếu như mà cái người nào mà chơi Ryuma mà hay á các bạn, nhìn thấy mình chơi Ryuma, đảm bảo với các bạn là bạn ấy sẽ rất là cảm thấy ức chế các bạn. Sao mà bạn ấy suy nghĩ trong đầu, sao cái thằng này đánh ngu thế nhỉ? Tại vì các bạn biết sao không? Đây không phải tướng tù của mình. Ô, chém này, dạ chém này, phập nè, pa này. Ui ôi, tí chết các bạn ạ. Còn tí máu nữa. Vâng, mặc dù Zata đã cố gắng chạy vào trong trụ để mà xài chiêu nhưng mà vẫn không đủ tầm. Phải cũng giống như mình thôi. Nếu như mà mình chơi cái vị tướng, ví dụ như mình chơi Na đúng không? Mình chơi con Na được kìa. Xong rồi thấy đồng đội mình nó chơi Na nó quá kém, đâm ra mình cũng ức chế lắm. Ui ôi, thôi xong rồi, chọc hụt chiêu ai. Xong phim. Buồn luôn. Quá buồn cho một cuộc tình anh em ơi. Sao mà khổ thế nhờ. Chọc hụt cái chiêu ai một cái tôi nó đánh cho tanh xác luôn. Nãy thì ăn được mạng, may mắn. Giờ nghèo luôn. Đen. Đen hay là kém ta? Mình nghĩ rằng là kém tắm. Nếu mà mình đánh hay hơn chút là mình sống rồi. Ê, làm cái gì vậy? Pa. Dạ. Trời ơi, hù một cái thôi, chạy toán loạn luôn, tốc biến ly xia luôn. Thôi, ăn quái thôi. Chứ giờ đánh có lại người ta đâu mà đánh làm gì. Trận này thì mình sẽ lên full dam cho Ryuma nha. Thường thường thì mình thấy nhiều bạn chơi con này mà lên cho nó cái dìu các bạn, đi rừng mà lên dìu á. Hoặc là lên cho nó cái áo choàng băng giá gọi là lên tanh ấy. Nửa đam nửa tanh ấy, lên một hai món thủ cho nó châu bò ấy. Nhưng mà hôm nay mình, một người chơi kém cỏi, một người chơi yếu đuối, một người chơi không biết chơi, mình sẽ lên full đam để chi cho nó mặn các bạn ạ. Chứ đã không biết chơi mà còn lên tăng nữa thì yếu nhất mùng tơi, yếu rơi nước mắt, yếu chảy nước mũi, sao mà đỡ được tiên bảng được. Full đam chết lớn luôn các bạn ơi, tại vì tí nữa là mình muốn áp sát, mình chọc phát là chết luôn. Thế là mình về các bạn ạ. Úi giời ghê chưa, chém hơi bị ghê đấy nha. Anh em xem clip của mình cho mình một like với nha các bạn. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Nếu các bạn thấy video hay á thì đừng quên cho mình một like và một lượt đăng ký, cũng như một lượt bình luận đó chứ hả. Trời ơi bạn ơi. Úi giời ơi. Ờ nó không chịu về kìa, nó không chịu về kìa. Rồi xong. Không chịu về hả bưởi. Sao mà đỡ được. Ôme nó đã trói vào rồi thì quất mấy roi nó cũng vi. Ấy giời, đi vòng quanh là đi vòng quanh. Vô nha. Let's go. Trời ơi, đứng trên hay quá anh ơi. Mít trên mình hay quá. Bị đứng do tay mạng nó bắn cho tụt quần luôn rồi. Hay thế. Không sao đâu bạn ơi. Đường giữa cứ để đó mình lo cho. Lính lác cái gì. Mình ăn được hết đấy bạn ạ. Không phải sao phải lo gì hết trơn á. Bụp. Ryuma này nó có chiêu cuối nó hút máu giống như chiêu 2 của vị tướng Revit đấy các bạn. Cái này chắc ai cũng biết rồi, nhưng mà mình nói thêm thôi, nói cho có cái để mà nói chứ giờ chả biết nói gì. Ê, chào bạn ơi, ê, bạn ơi, đừng. Thôi xong chết tôi rồi, trời ơi chết tôi rồi. Ai đến một không chuột cũng què, thấy vợ đậu rồi, choáng nó, đúng rồi, ụt, trời ơi giết, xử lý rồi. Tôi vào lại cho bạn hay thế, ui hồi 50 các bạn ơi, 3k1 vàng. Mình có 2k5 mà. Quánh không lại nó được rồi. Chết rồi. Gặp cao thủ bước tơ được.
bứt đầu vào tai rồi. Hoang tôi rồi. Không sao đâu, cứ từ từ. Cứ bình tĩnh các bạn ạ. Chuyện đâu còn cái gió mà. Có gì khó thì cứ từ từ cho Real Madrid lo hết. Ý giời. Cái trang phục Real Madrid này là cái trang phục bậc SS hữu hạn nha các bạn. Trang phục đẹp nhất của vị tướng Real Madrid. Skin này thì nó cũng khá là rẻ thôi. Trong shop của mình thì bán nó tầm 500k. Có cả nick, cả tướng, cả ngọc, cả skin luôn. Nói chung là cũng nếu mà các bạn muốn mua cái trang phục này thì phải đợi nó ra cái đợt sự kiện thì mới sở hữu được. Trang phục này thì cũng không có quá hot, tại vì các bạn biết sao, con tướng Real Madrid là một con tướng khó chơi. Đâm ra thì không phải anh em nào cũng đam mê chơi con này. Phải có một người đó có niềm đam mê mãnh liệt với nó cơ. Nó thì rất là mạnh các bạn. Real Madrid thì khỏi phải nói rồi. Mình thấy trong đấu giải hay là những trận đấu chuyên nghiệp mà họ thường hay sử dụng Real Madrid lắm. Bá cháy bỏ chết luôn, tại vì hồi chiêu nó nhanh, hút máu nó dữ, đam của nó khủng. Cái điểm yếu của nó đó chính là khó chơi các bạn. Thật sự con này mình thấy khó chơi lắm, không dễ chơi đâu. Đừng tưởng các bạn cứ chọc xong rồi ra xỉa vậy là ngon nha. Nhầm rồi đó. Này, đây này, định mệnh cho trời ơi. Ấy, ấy, hồi máu. Ui dồi ôi, cái gì máu vẫn chết chưa. Cái thằng Real Madrid mình. Ấy lộ thằng John chứ, quên. Không ăn được, tức thế không biết. Rồi xong, booster nè. Bứt tàu vò tai nè. Ừ, bắn nó. Bắn đi, 1 viên, 2 viên, 3 viên. Hay quá anh ơi. Tuyệt vời ông mặt trời anh ơi. Super soi nó đi anh ơi. Ok, let's go baby anh ơi. Mèo, mèo, bập. Chơi này. Phang nè. Yeah. Úi giời. Xì á. Mặc dù mình không có xài mana nhưng mà mình phải ăn các bạn. Để cho nó có tiền, có vàng, có kinh nghiệm nữa. Đấy. Ok, có con Kasa luôn rồi, tuyệt vời. Êm anh em ơi. Úi giời, chém phát. Pam. Skin này thì nếu mà nói ra là 500k vậy thôi, chứ nếu các bạn mua ATM thì cũng chỉ có 400.000. Cả tướng, cả ngọc, cả nick luôn. Nick thì có sẵn tầm 40-50 tướng gì đấy, mình không rõ nữa, nhưng mà tầm đó là có nha các bạn. Anh em nào cần mà cứ nhắn tin Zalo cho mình nha, mình có thể kiếm được nha các bạn. Đây. Rồi. Ê, Có lúa anh em ơi. Riu, bập, chỉa, bập. Úi giời ơi, xịn xò. Thấy không, Rio Ma nó khá cơ động ấy chứ. Con này thì mình nhiều thấy nhiều người đi rừng này, đi top này. Đi support thì mình không biết, nhưng mà thấy đi rừng đi top rồi là Rio Ma là số 1 các bạn. Đi top ấy, nhất là mấy anh đi top mà chơi được con này, toán thấy Rio Ma thôi. Khó chịu lắm. Đừng có chết nha, để mình tới mình KS nha. Chết. Trời ơi, lướt không có bức tường kia, xàm đến chứ. Nhưng mà chạy đâu cho khỏi nắng. Chạy đường nào bây giờ đây. Chạy đường nào. Ái ôi, xong tôi rồi. Buồn luôn. Tem bạn bút tường và lai xanh lắm. Nhưng mà một người xanh thì không thể nào mà kéo theo theo tem ở đâu các bạn. Bút tường và lai xanh cỡ nào thì xanh đi chăng nữa. Nhưng mà tí nữa mà tem mình nó xanh lên á. Nó có đủ đồ á. Teonat, Alice với cả Zata nó hút một cái thì cũng... Úi dồi ôi, thôi xong. Cũng khó để cho mà Booster và Light gánh được team. Tại vì một người quá xanh trong một trận đấu thì sẽ khiến cho đội đó, cái team đó, nó sẽ khó để mà giành chiến thắng được. Ông Omen, ông Ulti và không khí các bạn ạ. Vãi nhờ ông thiệt chứ. Cũng may là bị... cũng may là lao đi còn ăn được ấy chứ. Không phải nhục mặt luôn. Để Booster nó pha ở Light nó thoát được thì chết luôn. Chết luôn. Ghê chưa anh em. Này thì đang tính đánh nó. Nó lại đẩy mình về. Chém nó. Chỉa nó. Cái con Kasa này. Con Kasa nhỏ. Đánh xíu là nó chết à. Không ngon thua đâu các bạn. Úi giời.
Úi giời, úi giời, úi giời ơi. Phê quá anh ơi, phê quá anh ơi, phê quá anh ơi. Chị ấm này, chị ở nè, lấm lúa đứng bồ kiều. Bắt đầu xanh rồi đó. Bắt đầu xanh rồi đó. Ê. Tiếp theo là lên cho nó phước cầm kiếm nha các bạn. Lên full đam luôn. Chỗ này mình không lên miếng nào tanh hết trơn á. Úi giời, úi giời. Nó chẳng con giá không dài luôn, rìu Leviathan cũng không dài luôn. Phú Nam, lỡ rồi chơi tới luôn đi anh em. Chém cái nào nó phải sướng cái đó. Mặc dù đánh công hay nhưng mà được cái lên đồ chuẩn là vẫn cứ ok nha. Mày em ơi, chạy đi đâu, bập chạ, lấm lúa. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, dính như cuối của Azenka kìa. Xiết nó, xỉa nó. Úi dồi ôi, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Thôi, 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 thôi. Thôi, ẻn đi. Đố anh bắt được em. Ây da, anh John này thiệt là kỳ quá à. Nghĩ làm sao tự dưng bắn vào người ta. Hư quá, hư quá, hư quá đi. Chung nào các bạn ơi. Các bạn đi chung đi nào. Chưa thua được đâu nha, chưa thua được đâu nha. Thanh niên John đợt này chết với mình nè. Thanh niên John chết nè. Chà, bập. Úi giời ơi. Không chết tại vì vị tướng Omen ăn mất tiêu rồi. Không chết với mình thì chết vì đồng đội mình thôi. Không được rồi, không được rồi, bỏ. Chú, pháp chà, trời. Ghê không các bạn. 8 chết 4 rồi đấy nha. Mặc dù đánh gà gà nhưng mà ăn mạng cứ gọi là ok nha các bạn. Không đến mức độ gọi là phế vật cho lắm đâu đấy. Giáp hộ mệnh nha. Đó, 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 đó. Tới đi, tới thêm tiếng nữa đi. Rồi, hay quá, chỉ ở luôn. Bắt Butterfly. Giết được thằng Butterfly là xong rồi. Hay quá anh ơi. Lượm nó đi anh ơi. Rồi, xong. Hi hi hi. Chú. Pập. Adô. Adô. Nó lướt qua bức tường này không? Nó lướt qua bức tường này. Adi, chạy bên kia. À, chết 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 chết. Ôi, định mệnh. Vỡ mồm luôn. Thôi xong. Thôi xong rồi anh em ơi. Do nó bắn đau quá. Ok có Kasa luôn rồi nè. Xịn sò con bò nè. Mình làm clip mà rất là nhiều bạn hay bình luận kiểu thích xem những video mà nó lâu ấy. Nhưng mà video mà nó nhanh hay nó lâu cũng phải tùy thuộc cho trận đấu các bạn ạ. Chứ không phải mình muốn là nó nhanh, là mình muốn là nó lâu được đâu. Nếu mình muốn nó lâu thì mình phải nhây. Mà nhây thì rất là dễ bị thua ngược. Mà thua ngược thì sẽ bị ăn chở thôi. Vì thế nên mình cũng kiểu nhanh hay lâu ấy là nó tùy theo trận đấu nha các bạn. Anh em thông cảm nha. Nếu mà xem video mà có quảng cáo, mọi người cho mình xin một lượt click quảng cáo hoặc là xem cho mình quảng cáo 5 đến 10 giây nha các bạn. Cảm ơn anh em. Tại vì khi mà các bạn xem quảng cáo như vậy thì mình sẽ có thêm thu nhập ấy. Gọi là tiền lương từ YouTube đó các bạn. Wow, chai pa pi 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 pi. Tuyệt vời. Đi về, đi về, đi về nhanh còn kịp. Đấu xanh hai thanh niên kia. Trời xấu thế nhở. Trộm trụ à. Tôi về tôi vã cho không trượt phát nào. Giờ tôi săn rồi nha, tôi không phải tôi ngồi nãy rồi nha. Chạy nhanh còn kịp. Rồi, hết đường về rồi. Lướt để chọc này, bập nè. Ghê chưa xỉa này, xỉa, xỉa, bùm. Quá ghê gớm. Thực sự quá ghê gớm riêu mà. Xanh rồi đó các bạn. 10 chết 5 là xanh rồi đó. Full dam. Full dam nó phải thế. Đấy, đấy. Chơi nó phải như vậy, nó mới chết các bạn ạ. Chơi nó phải như thế này này. Lên cho nó cái liềm nha. Chà chà phập chào. Lấm lúa. Chìa. 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 Elo elo. Elo elo. Đứng đây rình rình cho các bạn đi ngang qua cái coi. Úi dồi. Anh da, thằng Do nó đứng nó tỉa mình trong bụi á. Kệ nó, mình ăn Kasa là việc của mình thôi. Đố mà nha bạn, dám ra hay ra người nào là mình xào người đó luôn. Sở cứ tại chỗ luôn. Oánh không cho đẻ trứng luôn nha các bạn.
Trời ơi, ngon lành luôn lắm. Ghét cô. Sợ. Đây nè, đây nè, đây nè. Chưa. Trời ơi. Bạn ơi, đi đâu mà vội mà vàng. Giời, lại bị KS mất tiêu. Đây nè. 1, 2, 3. Trời ơi, phê quá đẹp ơi. 11 kill rồi. Trời ơi, Ryoma này chơi sướng phết các bạn nhỉ. Mình gọi là chơi rất là gà, nhưng mà khi mà chơi được con tướng này thì mình cảm thấy nó mạnh quá các bạn ạ. Bán cháy bò chết luôn. Trời ơi, xong rồi. Lướt lên này. Bập nè. Bán này lên liềm nè. 12 kill nè. Win nè. Lấm 1 sao nè. Và ha phê. Ok, cảm ơn tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại mọi người vào clip sau nha. Bye bye anh em.